Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Góc nhìn Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ dự báo rằng kinh tế toàn cầu trong năm 2024 sẽ tăng trưởng hơn kỳ vọng. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu EC bất ngờ nâng dự báo tăng trưởng của Nga trong năm nay. Đối với tình hình kinh tế trong nước, hiện nay nước ta đứng thứ 3 thế giới về sản lượng quế và là nước xuất khẩu quế số 1 trên thế giới với kim ngạch đạt gần 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Mới đây, vùng nuôi nghêu tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã được trao giấy chứng nhận ASC, mở ra cơ hội cho nghêu Gò Công Đông xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Mỹ. Tiêu điểm ngày, Reuters cho rằng tăng trưởng kinh tế châu Âu sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay và mở đầu là chuyên mục Chuyển động quốc tế. Mở đầu là những sự kiện nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ cho rằng kinh tế thế giới năm sau sẽ tăng trưởng vượt kỳ vọng khi sản xuất phục hồi và tác động từ việc nâng lãi suất cũng dịu bớt. Trong báo cáo mới công bố, thì ngân hàng Goldman Sachs dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,6% năm tới, cao hơn ước tính 2,1% của các nhà kinh tế học trong khảo sát Columbus. Trong đó, thì Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng vượt qua các nước phát triển khác với tốc độ 2,1%. Ngân hàng kỳ vọng rằng hoạt động của các nhà máy trên thế giới sẽ hồi phục sau khi chịu hàng loạt thách thức năm nay. Hiện sản xuất toàn cầu đang chịu sức ép do kinh tế Trung Quốc phục hồi yếu hơn dự kiến và châu Âu đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Thu nhập thực tăng cũng giúp Goldman thêm lạc quan với triển vọng kinh tế thế giới năm sau. Báo cáo cho biết, khu vực đồng tiền Trung Euro và Anh đều sẽ chứng kiến tăng trưởng thu nhập đáng kể quanh 2% năm tới do cú sốc khí đốt sau khi xung đột Nga-Ukraine dần dịu bớt. Ủy ban châu Âu EC đã nâng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga trong năm nay trong dự báo kinh tế mùa thu năm 2023 được công bố hôm 15 tháng 11. Theo EC, nền kinh tế Nga phục hồi mạnh mẽ nhờ nhu cầu trong nước cao hơn dự kiến được củng cố bởi kích thích tài chính. GDP của Nga được kỳ vọng sẽ tăng 2% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức dự đoán tháng 5 là 0,9%. EC cũng cho rằng trong 2 năm 2024 và 2025, kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,6% mỗi năm nhờ nhu cầu trong nước mạnh mẽ. Báo cáo của EC nhận xét, các chương trình xã hội và trợ cấp lãi suất của chính phủ cùng với tiền lương thực tế tăng do thị trường lao động thắt chặt đã thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình. Đầu tư cũng tăng lên, được hỗ trợ bởi sản xuất quân sự ngày càng tăng và những nỗ lực nhằm thiết lập các tuyến thương mại và chuỗi cung ứng mới. Theo báo cáo, thì nền kinh tế Nga đã kiên cường hơn nhiều so với kỳ vọng sau khi các lệnh trừng phạt sâu rộng được tung ra nhằm làm tê liệt nền kinh tế này. EC nhận định rằng Nga đã thành công điều chỉnh dòng xuất khẩu của mình sang các nước khách hàng mới, điển hình là Trung Quốc và Ấn Độ. Thưa quý vị, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tuần lễ Tương lai Bền vững tại Bruxelles hôm 14 tháng 11, Ủy viên Năng lượng của EU, bà Karis Simpson, kêu gọi quốc gia thành viên Hungary nên chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Theo bà Simpson, việc tiếp tục sự phụ thuộc này không có lợi cho Hungary. Bà khẳng định Hungary cũng nhận ra sự thật rằng việc tiếp tục nhận dầu từ Nga đồng nghĩa với việc Moscow có khả năng thao túng thị trường của nước này. RT đưa tin, Hungary vẫn tiếp tục mua khí đốt của Nga theo hợp đồng 15 năm với Gazprom, với nguồn cung đáp ứng 85% nhu cầu của đất nước. Ngoài ra, Budapest và Moscow cũng đang hợp tác chặt chẽ để xây dựng các lò phản ứng mới cho nhà máy điện hạt nhân PAS 2 cho Hungary. EU đã nhiều lần chỉ trích việc Hungary tiếp tục nhận hàng từ Nga. Tuy nhiên, Budapest tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt nào có thể ảnh hưởng đến dòng khí đốt và năng lượng nguyên tử. Phát biểu với RT bên lề diễn đàn tuần lễ năng lượng Nga thường niên vào tháng trước, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết nước này sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và nhấn mạnh rằng hợp tác năng lượng với Nga là cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng. Thưa quý vị, sau hai quý liên tiếp đi lên thì GDP của Nhật Bản quay đầu giảm trong quý 3 do tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp suy yếu. Theo số liệu công bố hôm 15 tháng 11, GDP của Nhật Bản giảm 2,1% trong quý 3 từ mức 4,5% của quý 2. Reuters cho rằng mức giảm là do tiêu dùng và xuất khẩu giảm sút. Kết quả này làm phức tạp thêm nỗ lực của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ dần nới lỏng tiền tệ khi lạm phát đang tăng tốc. Số liệu cho thấy lạm phát cao dai dẳng đang gây sức ép lên tiêu dùng của các hộ gia đình và ảnh hưởng đến các hãng sản xuất trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa của thế giới vốn đang chậm lại.
giới chức của Nhật Bản từng kỳ vọng tiêu dùng nội địa bù đắp được nhu cầu sụt giảm từ Trung Quốc và các nước khác. Tuy nhiên, tiêu dùng gần như đứng yên trong quý 3. Đầu tư của doanh nghiệp cũng giảm 0,6% trong thời gian này. Nhà kinh tế học Stephen Anquist tại Moody's Analytics cảnh báo các số liệu gây thất vọng trong quý 3 cho thấy nền kinh tế của Nhật Bản vẫn chưa thể thoát khỏi đường hầm. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã liên tục kêu gọi các công ty năng lượng. Nước này gần đây cũng công bố gói hỗ trợ cho người dân trong thời kỳ lạm phát. Tiếp tục với chuyên mục Kinh tế trong nước. Thưa quý vị, tại Hội thảo Phát triển bền vững ngành quế Việt Nam năm 2023 vừa qua, thì đại diện Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết năm 2022, quế Việt Nam chiếm 18,2% về sản lượng nhưng chiếm 34,4% về thị phần xuất khẩu quế toàn cầu. Việt Nam cũng là nước xuất khẩu quế số 1 của thế giới với kim ngạch đạt trên 292 triệu đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tính đến hết tháng 10 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 74.744 tấn quế với 220,3 triệu đô la Mỹ, tăng 19,2% về lượng nhưng giảm 1,3% về giá trị so với cùng kỳ của năm ngoái. Giá xuất khẩu quế trung bình 10 tháng đạt 2.948 đô la Mỹ trên 1 tấn, giảm 17,2% so với cùng kỳ của năm 2022. Trong đó thì thị trường xuất khẩu chính của quế Việt Nam là Ấn Độ, tiếp đến là Mỹ, Bangladesh, v.v. Tuy đứng đầu thế giới về xuất khẩu quế, nhưng mà Việt Nam chưa có định hướng chiến lược phát triển bền vững ở cấp quốc gia, thiếu cơ chế để đưa ra những nghiên cứu nhằm kịp thời phản hồi yêu cầu của thị trường. Chất lượng cây giống còn bò ngò, chưa có nghiên cứu giống đầu dòng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho sản lượng quế của Việt Nam còn thấp hơn rất nhiều so với năng suất quế thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới tháng 10 năm 2023 của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, thì nhiều nền kinh tế được dự báo tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2024 nằm ở khu vực châu Á và châu Phi cận Sahara. Đây là hai khu vực ghi nhận tăng trưởng kinh tế nhanh nhất của thế giới. Đáng chú ý thì Việt Nam đứng thứ 20 trong danh sách này với mức tăng trưởng năm 2024 được dự báo đạt 5,8%. Đó là do nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Việt Nam chịu nhiều tác động của nhu cầu sụt giảm từ bên ngoài trong năm nay, song nền tảng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có được từ trước thời kỳ đại dịch COVID-19 vẫn được duy trì. IMF cho rằng có nhiều dấu hiệu về sự phục hồi của Việt Nam trong quý 4 này, dù rất khó để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm đã đề ra. Ngoài ra, khi những biện pháp cải cách được thực hiện, Việt Nam sẽ vượt qua được những cơn gió ngược ngắn hạn và sẽ duy trì được động lực tăng trưởng trong trung hạn dựa trên sự hội nhập vào chuỗi cung ứng giá trị cũng như dòng vốn FDI. Mới đây, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Phát triển Du lịch Việt Nam nhanh, bền vững theo hình thức trực tiếp tại trụ sở chính phủ và kết nối trực tuyến với trụ sở Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại hội nghị, thì Thủ tướng nhấn mạnh du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn góp phần quan trọng vào tạo việc làm, sinh kế cho người dân, xóa đói, giảm nghèo, thu hút đầu tư. Du lịch Việt Nam trong 10 tháng qua có khởi sắc hơn, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn. Trước tình trạng đó, thì Thủ tướng đề nghị tìm được lời giải cho các bài toán ngắn hạn, dài hạn, tìm ra những câu trả lời cho một số vấn đề trọng tâm để ngành du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Trong đó tập trung nêu rõ những vấn đề về thể chế, cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng, thương hiệu, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao năng lực quản trị của quốc gia, của từng địa phương và từng doanh nghiệp phù hợp với điều kiện mới, công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong ngành du lịch và doanh nghiệp ngoài ngành du lịch. Thưa quý vị, mới đây thì tại tỉnh Tiền Giang đã diễn ra lễ trao chứng nhận ISC, Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản cho nghêu Tiền Giang. Việc đạt được chứng nhận ASC sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu nghêu tiếp cận với những thị trường khó tính trong thời gian tới và qua đó cũng nâng cao được thương hiệu nghêu Việt Nam. Được biết thì ASC là một chứng nhận nuôi thủy sản bền vững không những thị trường châu Âu mà cả những thị trường khó tính như châu Mỹ, Nhật Bản ưa chuộng. Vì vậy, Oxfam, Ecafis đồng ý hỗ trợ nghề nghêu của tỉnh Tiền Giang áp dụng chứng nhận ASC để tạo cơ hội cho người sản xuất quy mô nhỏ có điều kiện tham gia và tăng thu nhập. Theo Ecafis, thì nghêu là một trong 4 đối tượng thủy sản chủ lực của Việt Nam cùng với tôm, cá tra, cá rô phi. Hiện tại thì nghề nuôi nghêu ở vùng ven biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang phát triển khá mạnh. Theo kết quả điều tra năm 2022, thì toàn tỉnh có 530 hộ được nhà nước cho thuê đất để nuôi nghêu với tổng diện tích trên 2.000 hectare, góp phần giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế xã hội của địa phương, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động.
Thưa quý vị, số liệu ảm đạm gần đây cho thấy khu vực đồng tiền chung Euro, Eurozone có thể một lần nữa rơi vào suy thoái nhẹ. Theo Reuters, thì tin tốt là liên minh tiền tệ gồm 20 quốc gia này sẽ không phải hứng chịu một đợt suy thoái sâu. Những tin xấu là tốc độ tăng trưởng của khu vực này đang dao động ở mức 0 và rất ít khả năng thấy được sự phục hồi đáng kể. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị khán giả cùng theo dõi phần tiêu điểm ngay sau đây. Reuters nhận định nền kinh tế châu Âu năm tới cũng sẽ gặp những cơn gió ngược. Tiềm năng tăng trưởng ngày càng co lại cho thấy khu vực đồng Euro sẽ gặp khó khăn để tăng trưởng hơn 1%, ngay cả khi có sự phục hồi mạnh mẽ. Theo hãng tin, những vấn đề kinh tế lâu nay luôn tồn tại sẽ tiếp tục kìm hãm châu Âu tụt hậu hơn hầu hết các nền kinh tế lớn khác trong nhiều năm tới. Dữ liệu hôm 14 tháng 11 cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội của khu vực trong quý 3 giảm 0,1% so với quý trước. Nếu xu hướng này tiếp tục trong quý sau, có thể dẫn đến một cuộc suy thoái nhẹ. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò của Reuters, tăng trưởng gần như không thay đổi trong cả năm và lãi suất cao kỷ lục, cùng với chi tiêu ngân sách thắt chặt hơn sẽ làm hạn chế mức tăng trưởng của Eurozone chỉ còn 0,6% trong năm tới. Một số người vẫn lạc quan, bao gồm nhà kinh tế trưởng Philip Lane của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Ông cho rằng nhu cầu tiêu dùng sẽ phục hồi trong thời gian tới, do thu nhập thực tế đã gia tăng và người lao động châu Âu có động lực để tiêu xài nhiều hơn. Đồng thời, nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi nên nhu cầu bên ngoài cũng có thể sẽ tốt hơn. Trái lại, nhiều người khác cho rằng điều ECB kỳ vọng rất ít khả năng sẽ xảy ra do chi phí đi vay cao, cản trở hoạt động đầu tư. Đồng thời, thị trường lao động yếu đi và nhu cầu ở nước ngoài không đạt mức kỳ vọng trong thời gian gần đây. Cố vấn kinh tế UniCredit Eric Nielsen cho biết, châu Âu đã trải qua một năm tăng trưởng bằng không và hiện đang bước vào một năm mà cả chính sách tiền tệ và tài chính đều được thiết kế để kìm hãm tăng trưởng. Một trở ngại lớn khác cho kinh tế châu Âu là dân số trong độ tuổi lao động ngày càng sụt giảm. Các công ty ngại sẽ khó tuyển dụng hơn trong tương lai, nên cố gắng níu giữ nhân công của mình, tạo ra sự thắt chặt hơn nữa trên thị trường lao động. Nhà kinh tế Grant Harkless của Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho biết, sự thiếu hụt lao động có trình độ cao đang thúc đẩy các công ty níu kéo lao động bất chấp áp lực từ chi phí gia tăng và sự bất ổn kinh tế. Trong bối cảnh này, chính phủ các nước châu Âu đang nỗ lực đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề trong tương lai, bao gồm việc nhập cư để giảm bớt tình trạng thiếu lao động, tiếp theo là khả năng thành lập một liên minh ngân hàng và cuối cùng là việc sử dụng quỹ chung để giải quyết các vấn đề trên toàn khối. Cố vấn kinh tế Philip Lane nói, thay vì hài lòng với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 1,2%, hãy tham vọng hơn. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin góc nhìn kinh tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.